Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi làm về các Pokemon hệ rồng nha các bạn. Đó, các bạn có thử thách cho mình rất là lâu rồi. Thì tập hôm nay mình sẽ thực hiện luôn. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi tiến hóa mấy con nào mà dễ trước đã. Ok, đầu tiên mình sẽ tiến hóa cái con Trapping nha các bạn. Đây, Trapping, nó là con này đây. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tiến hóa con Asil. Wow, có khá là nhiều con đây ha. Nhưng mà toàn level cao thôi. Trời ơi, Asil, Trapping. Để mình coi thử còn con nào nữa không ta. Dino các bạn à. Đây, cái con rồng một đầu thôi nè. Đó, nó sẽ tiến hóa lên hai đầu và ba đầu đó. Ây da, tiếp theo chúng ta còn có con Noibus nữa. Noibus, đợt trước mình có thu phục. Noibus, đó, nó là con này đây. Mình có thu phục nó ở bên vùng jungle đó các bạn à. Đó. Ngoài ra chúng ta còn có một vài con nữa nhưng mà mình chưa có. Trong đó có Dratini, Dragonair và Dragonite. Đó, ngoài ra chúng ta còn có Gumi, Sligoo và Gura các bạn ạ. Ok, để giờ mình đi tiến hóa trước bốn con này nha. Bốn con này nó cũng cần level khá là cao đó. Đó, mình cho cái con Swanna theo luôn. Ok, đi vào trong đây thôi các bạn ạ. Đó, vẫn tiếp tục là cái hội quán Red Bug Game thôi. Hội quán hệ bọ và hệ cỏ. Rồi, ồn. Và lần này chúng ta may mắn là có mấy viên đá Z của hệ Fire rồi. Đó, để đợt trước mình đánh mấy con mấy con bọ đó các bạn ạ. Đó, nó cho mình hai viên đá Fire Z luôn đó. Ok, Sacrifice nó nha các bạn. Rồi, tiếp theo đó mình sẽ học Center không ta. Thay bằng Center Attack đi. Đó, Eruption nó luôn. Ok, con gì đã tiến hóa chưa ta? Ồ, và Trapping của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Đó, nãy giờ mới có một con đầu tiên thôi các bạn ạ. Và để mình xem nó lên con gì đây. Trapping, con này nhìn mắc cười nha. Ồ, và nó lên con chuồn chuồn hả ta? Ồ, chuồn chuồn hệ rồng hả? Đây là Vairava các bạn ạ. Ồ, con này thì mình sẽ học Skill Dragon Red thay cho Centum này nha. Bộ cái heo một phát. Rồi chúng ta lại tiếp tục đấu tiếp thôi. Lava Bloom nữa. Ok, rồi mình sẽ tiếp tục Eruption. Đó, ghê chưa. Sacrifice nữa. Rồi, hình như đã có con gì đó tiến hóa thêm nữa rồi các bạn ạ. Ok, chúng ta thay skill Sacrifice này đi. Scaryface chứ. Rồi, Dino, Dino có tiến hóa các bạn à. Và Asil nó cũng đang tiến hóa luôn. Wow, xịn nha. Ui, để mình coi Dino nó lên con gì đây. Và hai con nó tiến hóa một lúc rồi hả. Đây là Asil trước các bạn à. Nó lên con Raisure. Và con Dino, nó cũng đang tiến hóa luôn rồi nè. Dino, nó sẽ lên con gì đây. Rồng hai đầu các bạn à. Đây là Swilloos nha các bạn. Zwilloos. Tên rất là hấp dẫn luôn. Ok, lại xịn luôn. Chúng ta lại luyện level tiếp. Mấy con hệ rồng này thì nó đòi hỏi level cao đó các bạn à. Tại vì theo mình thấy là hầu như bốn con hệ rồng là nó đều mạnh cả thôi. Ok, Sacrifice. Rồi, Selwyn nè. Mình sẽ thay bằng Skill Agility đi. Ok, Eruption. Xịn nha. Đó, chúng ta lại tiếp tục luyện nữa thôi. Trời ơi, trời nó đang xuống, hoàng hôn nó đang buông xuống rồi các bạn ạ. Chúng ta vẫn chưa gặp cái con Ratini, Dragonite cũng như là Dragonair các bạn ạ. Tụi nó chỉ xuất hiện vào lúc hoàng hôn và bình minh thôi, rất là khó để mà tìm. Khoảng thời gian nó thì rất là ngắn, ngắn hơn là ban ngày và ban đêm đó. Ok, chúng ta học skill Uproot này thay cho thay cho skill nào đây ta. Thay cho Mushlap này đi, Mushlap cũng đang khá là yếu đó. Có 20 dam thôi. Ok, chúng ta lại tiếp tục luyện thôi. Lavalum.
Wow. Trong đây thì như không có con nào. À quên, có một con tiếng cần level cao để tiến hóa, đó chính là con Z Z Willows. Phải level 64 nó mới tiến hóa bạn ơi. Ui, ghê chưa? 64 level luôn đó. Đây. Mày nè con. Rồi đủ rồi. Trời ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện. Luyện rất là nhanh thôi. Ây da, Lavalum. Rồi. Eruption. Mày hả con? Sacrifice. Đó. Eruption nó tiếp. Wow, xịn nha. Học được Dragon Bones rồi các bạn à. Wow, đây mình sẽ thay bằng skill gì đây? Rat. Đó. Rinh nó thôi. Ồ, vẫn chưa có cái gì tiến hóa nè. Trời ơi, lâu quá vậy. Lạ và lâm tiếp tục. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục luyện thôi các bạn à. Eruption. Trời ơi. Sacrifice nữa nè. Eruption nó tiếp. Trời ơi. Rồi, ba con đủ rồi. Swan án được lên level các bạn à. Ok, tiếp tục luyện như vậy nữa thôi nha. Mày nè con. Đó, đau chưa? Oh, Whirlwind. Đó, mình sẽ không học đâu. Hyper Beam. Skill này thì mình nên học nè. Thay bằng Rock Slide này đi. Rồi, mình dùng Eruption cho con Lydian này luôn. Rồi, cho nó một skill nữa nha các bạn. Mày hả con? Wow, lâu quá các bạn ơi. Nãy giờ mà chưa chịu tiến hóa gì hết à. Levelum mày tiếp nha con. Eruption. Tưởng bị hụt chứ. Bị hụt là chết tôi luôn đó. Wow. Mày hả con? Forest Chest. À. Rồi, lại những công việc quen thuộc thôi. Chúng ta sẽ có một xíu nữa thôi các bạn ạ. Thì à. Và đã có cái gì đó nó tiến hóa rồi nè. Để mình xử luôn cái con Forest Chest này trước nha. Ok, để mình coi thử con gì nó tiến hóa đây. Đó là Vairava các bạn ơi. Hấp dẫn. Vairava, và nó đang tiến hóa thành con gì đây? Chúng ta hãy cùng đón xem. Đó là Flygon các bạn ơi. No. Flygon, chuồn chuồn hạ rồng nha. Mình sẽ thay bằng skill Uproot này đi. Xịn nha. Flygon. Con này chúng ta có thể cưỡi để mà bay được nè các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ cất con Flygon vào. Mình nó đủ rồi. Mình sẽ thay tiếp cái con Sonic ra nè để mà cày cắp cho Sonic chứ. Đã có một em Pokemon hệ rồng tiến hóa được 3 cấp rồi đó. Ok. Level up mình nè con. Skill đó lúc nào cũng hụt. Tiếp theo là Eruption. Rồi. Nó học được Shodan các bạn à. Shodan mình sẽ không học đâu. Sacrifice. Mày nè con. Eruption. Ôi các bạn nhìn nè. Nó bị gì á các bạn à. Tự nhiên mấy con Pokemon nó trở bị trong suốt lại. Con Pressure nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Pressure. Để mình coi nó lên con gì đây. Nhìn nó hấp dẫn chưa. Và nó lên con Hasorot các bạn ơi. Con này chúng ta có thể cưỡi nhưng mà không thể bay được. Dùng để di chuyển bình thường thôi. Cái thước hình như nó bự các bạn ơi. Cái thước Enormous. Trời ơi hàng chi. Bạn nhìn nè, nó cao quá chưởng luôn. Cao gấp đôi mình luôn. Ok, cất con này vào. Một con hệ đồng nữa. Ở đây mình sẽ luyện cho cái con Tabulili đi. Đó. Rồi. Rồi còn hai con nữa đúng không? Đó chính là Swilos và con Noibat thôi các bạn à. Sẽ nhanh thôi. Mày này con, là vợ lâm mày luôn. Ây da, chết rồi, lại bấm nha một lần nữa rồi. Ây da, hên quá. Hên quá, không sao các bạn ơi. Quá là may luôn. Và như Noisebat nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Trời ơi. Các bạn thấy không? Noisebat. Chúng ta xem nó sẽ lên con gì nè. Đây là Noisebat nha các bạn. Con này thì cực kỳ dễ thương luôn. Tập trước mình cũng hai con dơi, tập này thêm một con nữa nè. Và nó sẽ lên con.
Ui con này dơi khi khổng lồ luôn, đây là Noivern các bạn ạ. Chúng ta có thể cởi nó được nha. Để mình coi kích thước của con Noivern này nào. Kích thước run, hàng chi nó nhỏ nhỏ. Wow, bạn đã hết dễ thương rồi. Ok, mình sẽ thế con Hoopa vào đây. Đó. Rồi, chỉ còn một con nữa thôi, đó chính là con Swilios. Chúng ta sẽ cố luyện nó lên level 64 thì nó sẽ bắt đầu tiến hóa nha các bạn. 8 level nữa thôi. Ok, mình sẽ tiếp tục luyện nữa nha các bạn ơi. Sau một thời gian cày cuốc thì con Swilios của mình nó cũng đạt được level 63 rồi các bạn ơi. Trời ơi, đúng là cực khổ mà. Chúng ta sẽ cố nó lên level 64 để nó tiến hóa luôn nha các bạn. À. Rồi, chết rồi. Đang mãi nói quá, tôi bấm skill Lava Lâm rồi. Chết rồi, bấm lộn skill rồi. Sacrifice đó. Hên quá. Chiến thắng thằng à. Lydian. Rồi, và con Forest Shred này thì ăn một skill Eruption đi mày. Đó. Nó tiến hóa chưa? Ui, nó vẫn chưa tiến hóa bạn ơi. Wow, đúng là cày một cấp ở mấy level 60, 60 mấy này thì nó rất là lâu các bạn ạ. Ok, Eruption mình nè con. Sacrifice nó. Ok, và con này nó đã đạt được level 64 rồi các bạn ơi. Nó học được skill Hyper Void, mình sẽ thay bằng skill Rod này nha. Đó. Eruption, rồi. Và lần này thì con Swilos của mình nó cũng đang bắt đầu tiến hóa rồi. Đó, nhìn nó xịn chưa. Đây là con rồng hai đầu nha các bạn. Đó. Các bạn sẽ xem nó sẽ mọc ra thêm một cái đầu nữa nè. Và lần này thì bạn thấy ghê. Wow, cái đầu nó đẹp nha. Đây là hai Regen nha các bạn. Con này chúng ta cũng có thể cởi để mà bay được luôn nè. Và cái đầu đó nó làm cái viền đỏ quanh cái đầu nè. Wow, đúng là phiên bản mới, nhìn rất là đã luôn. Cấp 64, bạn thấy không? Kinh khủng chưa? Ok, nãy giờ mình thì cũng có luyện Hoopa cũng như là Sonic lên một mớ rồi nè. Nhưng mà chúng ta sẽ trở lại với cái đội hình chính thôi. Đó, cái đội hình chính là đội hình này nè các bạn. Full cấp 100. À chưa, có con Swanna mới đạt cấp 92 thôi. Ok, để bây giờ mình sẽ lên đường và kiếm thêm một vài Pokemon khác nữa nha. Thì bây giờ mình sẽ còn thiếu là Dragonite, Ratini và Dragonair nha các bạn. Ba con đó thì khá là khó kiếm đây. Tiếp theo chúng ta sẽ còn thiếu với con như là bộ ba tiến hóa của Gummy các bạn à. Để mình xem thử nó ở nào. Swampland. Nó ở nơi nào? Nó ở Swampland. Và thời gian nó xuất hiện là vào buổi tối các bạn ơi. Ok, Swampland vào buổi tối. Ok, thì MS Rick nó tự nhiên nó xuất hiện các bạn à. Trời nó mưa luôn, trời hấp dẫn thiệt chứ. Trời ơi, mình đang tìm mấy con Gummy. Ủa, nhưng mà vẫn chưa thấy các bạn ơi. Đó, MS Rick xuất hiện cũng khá là may mắn. Ok, thì lần này chắc mình sẽ dùng cái con nào khác để mà cấu máu con MS Rick này đi. Trời ơi, nó ghê quá. Ây da, chắc dùng Salamence quá. Dùng Salamence để mà cấu máu với con MS Rick này. Bây giờ mày tính chạy đi đâu đấy cái con này đến đâu ra. Mày tính chạy hả mày? Mày sẽ dùng skill Ray này đi. Wow, không ổn đấy. Để mình dùng thử. Ok, chúng ta sẽ cấu máu bằng skill Ray đi. Rage. Cấu cũng khá là ngon đấy các bạn ơi. Mày nè con, đó. Tôi cấu từ từ thôi. Ray đó tiếp tục. Ok. Rồi. Ray nó một phát nữa nè. Rồi, ngon, được rồi. vừa phải. Mấy con này nó tự sát các bạn à. Mấy con Legend kiểu này nó hay tự sát lắm. Ồ, Max Rick này mới cấp 50 thôi. Wow. Bản này nó fit lại level các bạn ơi. Ở đây chúng ta sẽ dùng luôn cái quả Whip Ball nha.
Dùng luôn quả Whipple nha. Con này thì Whipple không thành công rồi. Nó đang ở trên bờ nữa kìa. Trời ơi, phải nó ở dưới nước thì mình dùng Dive Bomb được. Nên mình sẽ cố gắng dùng thử hai quả đi. Dive Bomb. Ủa, không thành công luôn. Nhảy xuống nước đi mày, mày cứ ở trên bờ làm cái gì thế? Dive Bomb một phát nữa nha các bạn. Trời ơi. Vẫn không thành công. Chúng ta qua quả khác đi, Timer Bomb thử đi nào. Timer Bomb. Wow. Con này là một trong những con bắt cực kỳ khó bạn ơi. Chắc có vẻ chúng ta sẽ tốn rất là nhiều bon đây. Tiếp tục là Timer Bomb. Lần này vẫn chưa thành công nè. Legendary Metric. Trời ơi. Một quả Timer Bomb nữa nào. Và lần này chưa thành công và nó cấu máu mình đau quá. Wow. Chưa thành công thì chúng ta sẽ boost từ từ bằng Timer Bomb thôi bạn ơi. Cố lên mới được. Ôi ôi, bây giờ nó lại nhảy xuống nước rồi. Định mệnh nó, cái con này chơi lầy thế. Giờ nhảy xuống nước thì dùng Dive Bomb thôi. Trời ơi, Dive Bomb vẫn không thành công bạn ơi. Khó nha, chúng ta chuyển qua Menafi thử đi. Cho hai con cùng kích thước nó nói chuyện với nhau cho nó dễ. Dive Bomb. Và lần này chưa thành công. Ây da, may quá nó không làm mất máu mình nữa. Tiếp tục là Dive Bomb nha các bạn. Đó, mình sẽ cố gắng spam thật là nhiều mấy quả Dive Bomb này đi. Wow, nó dùng skill whip đau thế nhỉ. Tiếp tục Dive Bomb nha các bạn. Và lần này vẫn chưa thành công. Để mình cho một quả nữa đi. Nếu mà không được nữa thì chúng ta sẽ chuyển qua quả Timer Bomb nha. Trời ơi, Metric. Đây, chúng ta sẽ qua quả khác đi nè. Timer Bomb đi. Ôi, con này hao tốn bomb của tôi quá. Nó nhỏ nữa. Muốn zoom hình nó lên cũng khó nữa. Nó có chút xíu các bạn à. Timer Bomb tiếp tục nè. Ui, khó thành công nha. Khó ăn quá các bạn ơi. Hy vọng với 43 quả Timer Bomb này chúng ta có thể thu phục nó thật là lẹ đi. Và lần này lắc 2-3 lần rồi. Lần thứ 3 nữa mà lắc thành công nữa là chúng ta thu phục được đó. Tiếc ghê. Ở lần này thì nó không lắc gì luôn. Wow. Timer Bomb nó sẽ tăng là dần cái tỷ lệ bắt theo số lượng các bạn à. Số lượng bomb á, đó. Bomb nó càng nhiều thì tỷ lệ bắt nó càng cao thôi. Khá là xịn. Tiếp tục là Timer Bomb nha. Wow, cái con Big Ghi nó qua nó không hớt à. Định mệnh mày không hớt cái gì ở đây. Tụi bạn tiến hành bắt Pokemon hiền ảo đó. Hiền ảo, hiền thoại gì đấy. Mà cứ bắt hết đi. Khó thành công quá các bạn ơi. Sao mày ơi. Timer Bomb. Cố lên nào. Vẫn chưa thành công các bạn ạ. Hay da, tiếp tục là Timer Bomb nha. Nãy giờ gần 20 quả chưa ta? Chưa tới 20 quả nữa. Trời nó đẹp. Trời nó sáng rồi, không có dùng Rust Bomb được. Wow, khó ăn quá. Nó còn đánh mình lại nữa chứ. Mày láo ghê á. Và chưa thành công. Ôi ôi, Metric này nó có viên đá gì đó đó trên đầu các bạn à. Đó. Và trời ơi, vẫn chưa các bạn ơi. Qua bao cực khổ. Rất là nhiều Timer Bomb đã được quăng ra rồi. Nhưng mà vẫn chưa các bạn ơi. Wow, chắc nó cấu máu chết cái con Menafi nó mới chịu đấy. Con này ác ghê á. Timer Bomb. Trời ơi. Rồi chắc xong Menafi của tôi rồi. Định mệnh á. Mày cứng đầu nữa đi. Nó vẫn cứng đầu được các bạn à. Tưởng là thành công nhưng mà không phải. Chưa tới mức thành công. Khó nhàng lâu nha.
Chắc phải chết Menafi rồi. Hơi uổng nha. Có máu Menafi đau quá các bạn ơi. Trời ơi, Tamon tiếp tục nè. Wow, sắp chết rồi. Khổ quá. Nó đánh gì ghê quá các bạn ạ. Maestric. Nó vẫn chưa hết skill luôn, sao nó có nhiều skill quá vậy? Trời, quả Summon nữ nè con. Và lần này vẫn chưa thành công. Và Menafi của mình nó lên dĩa các bạn ơi. Mình sẽ chuyển qua con Raikou nha. Đây thì mình sẽ tiếp tục dùng quả Summon nữa đi. Chắc tầm mười mấy quả nữa đi, hy vọng nó thành công. Trời, nó tối lại luôn rồi kìa. Và lần này chưa được các bạn ơi. Trời, mình lại cứ tưởng nó thu phục được rồi chứ. Đây, tiếp tục là Tamagotchi nha. Tamagotchi. Chưa rồi. Chưa được rồi, khó ăn quá nha. Đây, Tamagotchi tiếp tục nè con. Thì chờ hết cái số Tamagotchi này đi. Khó nha. Thì dạ, khó quá dạ. Con mới có anh thôi mà. Ôi trời, nó tối lại luôn rồi các bạn à. Lần này cũng chưa thành công nè. Giờ sẽ thêm 6 quả nữa đi. Thì dạ. Và yes, cuối cùng mình cũng bắt được con Maestric rồi các bạn ơi. Và Gumi nó cũng xuất hiện luôn nè. Để mình qua mình bắt con Gumi này luôn. Đó, rồi mình sẽ trở lại mình lấy cái PC nha. Phải thật là nhanh các bạn ơi, chứ không là chết. Gumi đó. Nó đây các bạn ạ. Nhìn nó nè. Để tôi chờ biết bao lâu rồi. Whisper nó nha các bạn. Gumi. Hên quá. May mắn thay, trời ơi. Và em Gumi này đã được thu phục rồi nha các bạn. Đó. Gumi. Đó, nó có con Sligu và Gura nữa các bạn ạ. Ok. Về lấy cái PC và chúng ta sẽ đi tiến hóa em Gumi này luôn nha các bạn. Gumi của mình nó đã đạt cấp 39 rồi các bạn ơi. Trời ơi. Còn một cấp nữa thôi là nó sẽ tiến hóa thôi nè. Một cấp nữa thôi là nó sẽ tiến hóa đó. Rồi, cấp 40 rồi các bạn ạ. Ui, các bạn nghe tiếng con Gumi không? Wow, nhìn y chang con Son luôn. Để chúng ta xem thử nè. Đấy. Và Gumi nó đang bắt đầu tiến hóa đây nè. Đây. Họ nó là con sên chứ gì nữa. Để mình coi nó sẽ lên con gì nha. Gumi. Và nó sẽ lên con. Lên con sên luôn nè. Đây là Sligu kia nha các bạn. Đó. Và để tiến hóa lên Gura thì nó sẽ cần đạt level 50 mà khi mà trời mưa nữa nha các bạn. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cố luyện nó lên level 50 đi. Rồi lúc trời mưa chúng ta sẽ tính tiếp nha. Ok. Cuối cùng thì trời nó cũng mưa các bạn ơi. Trời ơi. Ngồi luyện nãy giờ một đống kinh nghiệm luôn nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục để mà xử lý mấy em này nha các bạn. Đó. Lần này có đá Z nên là nó dễ dàng hơn cho chúng ta rất là nhiều luôn. Đó. Sacrifice nó. Đó. Và con Forest Trap này thì mình sẽ dùng skill. Ủa, nó tự chết luôn rồi. Định mệnh á. Và ui, con Sligu nó đạt level 64 các bạn ạ. Trời ơi, nãy giờ luôn á. Ta sẽ tiếp tục nha. Tiếp tục luyện nó thôi. Đây, Lavalum nữa nè. Đó. Sau đó mình sẽ dùng viên đá Z. Đó, dùng skill Infernal Overdrive. May hả con. Đó. Sonic lên level 88 và học được skill Giga Impact nè. Mình sẽ thay bằng skill Misty Terrain này nha. Misty Terrain, địa hình sương mù. Wow, nghe có vẻ hấp dẫn đó. Ok, và cuối cùng mong đợi trời mưa thì Sligu nó cũng đang bắt đầu tiến hóa rồi nè các bạn ơi. Trời ơi, quả là cực khổ mà. Để mình xem Sligu nó sẽ tiến hóa thành con gì nha. Và lần này nó lên con. Wow, con này nhỏ vậy. Đây là Gura các bạn ạ. Học được Awa Tail nè. Mình sẽ thay bằng skill Tackle này đi. Wow, có em Legendary Menafi nữa chứ. Đây, con này kích thước là Pupmi. Trời, kích thước nhỏ xíu à, hàng chi.
Ô con này có thể cởi được các bạn ạ. À. Wow, và nó di chuyển cực kỳ đã luôn nè. Thôi cũng sên. Chạy nhanh phải chứ. Ok, thêm một em Pokemon hệ rồng nữa rồi. Nãy giờ mình có luyện level cho mấy con này nè. Ồ, ghê chưa. Ok, để mình lấy Swanna ra thôi. Đó. Thì chắc tập hôm nay tới đây là thôi với các bạn à. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã thu phục và tiến hóa khá là nhiều Pokemon hệ rồng rồi. Còn ba em nữa đó chính là Ratini, Dragonair và Dragonite. Mình chưa có thu phục được nha các bạn. Thì nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.